Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày mùng 7 tháng 3. Hôm nay vườn lan Hà Nội về rất là nhiều các cái dòng lan đẹp các bác nhé. Hôm nay em có địa lan quân tử, địa lan thanh ngọc, hoàng kim bảo, chiều châu tố hà, đại mạc lá biên. Rất là nhiều các cái dòng đen dô xuân. Em có đùi gà hoa trắng đột biến, cây đang có nụ các bác nhé. Địa lan rồng đỏ, hoàng nhạn va, hoàng nhạn A3 đấy ạ. Và rất là nhiều các mặt hàng khác các bác nhé. Các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299 ạ. Thì đầu video em xin phép lên những cái mặt hàng không đánh mã. Đấy, và sau đó sẽ là những cái mặt hàng có đánh mã để các bác chọn các bác nhé. Thì đầu tiên, đầu video thì em có vừa mới về xong, vừa về sáng nay các bác, một cái lô địa lan quân tử phải nói là cực kỳ đẹp, lá mít nhăn các bác nhé. Vừa mít vừa nhăn luôn ạ, rất là đẹp như thế này. Cây to mật kích luôn, phải nói là siêu to khổng lồ các bác nhé. Thì trước tiên em sẽ lên những cái mã địa lan quân tử để các bác có thể ngắm được cái mặt hoa. Các bác ngắm được những cái mặt bông của cái cây này, rất là đẹp luôn các bác. Cây có những cái chùm hoa màu cam lửa rất là đẹp các bác ạ. Đây là cây khách trồng thuần này, cực kỳ đẹp luôn và rất là dễ ra hoa các bác nhé. Hiện tại cây em chia sẻ là những cái cây đang to và cũng đang chuẩn bị có nụ rồi các bác. Đấy, lá thì rất là to các bác nhé. Lá to này, bản lá nhăn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cây thì phải nói là cực kỳ đẹp các bác nhé. Rất là to và rất là đẹp. Cây địa lan quân tử nó mang lại cái sự may mắn cho gia chủ các bác ạ. Nên là các bác lên mua để chơi phong thủy là cực kỳ đẹp luôn. Đây, một chậu rất là to như thế này. Em chia sẻ với giá là 120 cho một cây các bác nhé. 120.000 cho một cây siêu to khổng lồ các bác ạ. Rất là to luôn. Rất là to và rất là đẹp như thế này. Lá nhăn, bản lá mít các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là các bác lên sưu tầm. Này, rất là đẹp luôn các bác ạ. Em có cái cây này nó còn đang có nụ rồi đây này. Đấy, có cái cây này đang có nụ rồi các bác nhé. Các cái cây kia nó đều chuẩn bị ra nụ hết rồi. Đấy, bác nào lấy cái cây có nụ này thì em để cho các bác 150. Đấy, 150 có hai cây. Có hai cây có nụ. Đều xếp mít rụt các bác nhá. Đấy, hai cây có nụ là 150 một cây. Còn đâu các cây khác là 120 một cây các bác nhá. Các bác về trồng yên tâm là sẽ ra nụ luôn, bởi vì là nó tầm này đang bắt đầu đầu mùa của địa lan quân tử rồi các bác ạ. Lá xếp đẹp cực kỳ, các bác cứ về các bác lên trên một cái chậu thì thôi rồi, phải cực nói là cực phẩm luôn các bác nhá. Đấy, các bác cứ dễ chơi là ok cực kỳ. Cái này rất là dễ chăm sóc, dễ chơi các bác. Một năm ra hoa được hai lần các bác nhá. Tiếp đến sẽ là những cái chậu địa lan rồng đỏ. Những cái chậu rồng đỏ thì thực sự luôn là quá là đẹp luôn. Thì hôm nay em còn có khoảng mấy chậu nữa thôi. Em chia sẻ cho các bác với giá là 250 cho một chậu các bác nhé. Địa lan rồng đỏ, chậu to, hoa bền 2-3 tháng luôn. Chơi cực kỳ bền các bác ạ. Chậu có nhiều ngồng các bác nhé. Hàng nhà em là hàng nhiều ngồng. Đấy, em còn vài chậu nữa thì em để cho các bác với giá là 250 cho một chậu. Tiếp đến là những cái chậu địa lan sen hồng thần hà, hay còn gọi là Đông Phương Hồng Thần Hà các bác nhé. Cây rất là đẹp như thế này. Đấy, lá thì bản lá nhăn, lá kẻ sọc. Có một số cây thì hầu như là đang lên mầm các bác nhé. Cây rất là khỏe như thế này. Sen Hồng Thần Hà thì hôm nay em chia sẻ cây giống như thế này với giá là 250 cho một chậu các bác nhé. Các bác mua hàng này rất là lợi thế. Bởi vì sao? Bởi vì giá nó rẻ. Giá rẻ mà một chậu lại có nhiều thân để các bác có thể trồng để làm giống các bác. Trồng làm giống là cực kỳ ok luôn. Đây là mặt hoa của cây sen Hồng Thần Hà sổ tại nhà em luôn các bác nhé. Hoa rất là đẹp, cánh sen lưỡi bệt cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là cây này là một trong những cây rất là đắt tiền, nên là khi mà mình mua được cái hàng giống như thế này này là rất là lợi này. Nó có nhiều thân mà giá nó lại rẻ, các bác trồng đến Tết nó vẫn ra hoa được bình thường. Đấy, ngoài ra thì em cũng có cái hàng trưởng thành các bác nhé. Hàng trưởng thành em chia sẻ là tùy số lượng thân, từ 150 đến 160 cho một thân hàng trưởng thành. Ngoài ra thì em có cả cây Đông Sơn Hắc Hà. Đây là một trong những cái cây phải nói là cánh sen hoa màu đen các bác nhé. Hoa màu đen và cánh sen rất là đẹp như thế này. Đấy, Đông Sơn Hắc Hà thì cũng có lá kẻ sọc. Giá là 150.000 cho một thân. Và một chậu có 3 cho đến 4 thân các bác nhé. Chậu 3 thân là 450 và chậu 4 thân thì là 600.000. Đấy, Đông Sơn Hắc Hà các bác nhé. Cánh sen lưỡi họng, cánh sen và họng của nó có màu đen. Đấy, hoa cũng màu đen luôn, đen xì luôn các bác. Nhưng mà cánh của nó là cánh sen tròn rất là đẹp. 150 cho một thân. Tiếp đến thì em có những cái chậu tiểu thúy các bác ơi. Trời ơi, tiểu thúy đẹp dã man luôn. Hoa thơm hơn cả thanh ngọc luôn các bạn. Rất là thơm luôn các bác nhé. 250.000 cho một chậu tiểu thúy đẹp như thế này về làm giống cho em. Cây cao to đẹp cực kỳ luôn các bác nhé. Rất là nhiều thân. Đấy, 250 cho một chậu.
Tiếp đến thì em có tiểu thư Hàn Quốc. Tiểu thư Hàn Quốc thì hoa của cây có màu đỏ hồng rất là xinh, chậu rất là nhiều thân như thế này. Em chia sẻ về giá là 200.000 cho một chậu tiểu thư Hàn Quốc các bác nhé. Cây này rất là dễ trồng, hoa đẹp và bền cực kỳ luôn. Em lên cho các bác ngắm cái mặt hoa của cây tiểu thư Hàn Quốc. Hoa rất là đẹp. Đấy, hoa sổ tại vườn em chụp luôn đây ạ. Rất là xinh các bác nhé. Màu thì nó gọi là màu hồng đỏ, rất là đẹp mà nó bền hoa cực kỳ. Các bác chơi 2-3 tháng luôn, rất là bền. Đấy, 200.000 cho một chậu tiểu thư Hàn Quốc. Tiếp đến là những cái chậu đại mạc lá biên. Trời ơi, hoa phải nói là đỉnh của thơm các bạn. Thơm đỉnh luôn. Chậu to đùng như thế này. Đấy, rất là nhiều thân như thế này. Lá to và đẹp các bác nhé. Đại mạc lá biên là 220 cho một chậu. Các bác ơi, các bác nhìn này. Này, lá đều có biên hết nhé. Chậu to đùng như thế này, 220 cho một chậu. Tiếp đến là những cái chậu hoàng kim bảo. Hoàng kim bảo thì hoa của nó cũng rất là giống với thanh ngọc, giống đến 90% luôn các bác nhé. Hoa thơm và đẹp. Hoàng kim bảo là 220 cho một chậu, vừa đẹp vừa nhiều thân như thế này. Tiếp đến là lục bảo thạch. Lô này của em thì hoa vàng như hương cát cát luôn các bạn, rất là vàng, bông to các bác nhé. Và hoa đang tàn rồi, nó lở từ Tết cơ các bác ạ. Nó lở suốt từ Tết luôn nên là bây giờ nó bắt đầu có hiện tượng tàn rồi. Lục bảo thạch hôm nay em chia sẻ cho các bác là 220 cho một chậu, đẹp nhiều thân nhá. Hoa của nó rất là giống với hương cát cát luôn, ngồng cao và bền. Nói chung đây các bác thấy đây, hoa lở suốt từ Tết đến giờ luôn đấy các bác ạ. Hoa lở suốt từ Tết luôn nhá. Hoàng kim bảo 220.000 cho một chậu, rất là đẹp luôn. Nói chung là mình chơi làm giống là rất là ok các bạn. Cây này rất là dễ trồng. Ngày trước cách đây 2 năm 3 năm thôi mua phải 700-800.000 một chậu lấy luôn. Cần hoa nó thoát cần nên nó rất là đẹp các bác nhá. Bông thì to, nói chung là hoa bền, chơi suốt từ Tết đến bây giờ là mới tàn đây này. Đấy, chia sẻ cây giống nhá, 220 cho một chậu. Tiếp đến thì em còn có mấy cái chậu hương cát cát. Hương cát cát thì các bác, cái lô này của em nó được cái lá hơi biên các bác nhá. Lá biên ở đầu lá rất là đẹp như thế này. Hương cát cát chậu to vật vã như thế này là 250 cho một chậu các bác nhá. Hoa vàng và rất là thơm. Đấy, có cả chậu không có biên đấy. Có vài chậu có biên thôi, còn đâu là toàn chậu không biên thôi. Đấy, rất là đẹp như thế này, chậu to đùng. Đấy, 250 cho một chậu hương cát cát rất là to như thế này các bác nhá. Cỡ này là trong năm vẫn bán 500-600.000 cho một chậu đấy ạ. Bởi vì nó rất là to, hoa thì thơm, hương cát cát thì hoa cực kỳ thơm rồi. Đấy, tiếp đến thì sẽ là những cái chậu địa lan thanh ngọc các bác nhá. Thanh ngọc thì các bác biết rồi đấy, cái cây thanh ngọc nó là cái cây địa lan truyền thống và được các bác sưu tầm rất là nhiều. Thì từ đầu năm đến giờ thì cũng có rất là nhiều bác hỏi thanh ngọc, nhưng mà cây này thì từ đầu năm đến giờ nó về số lượng rất là ít các bác ạ. Hôm nay thì nhà em về những cái chậu thanh ngọc, cây rất là cao, trưởng thành cây chậu to đùng như thế này luôn này các bác. Rất là to, thân to cao các bác nhá. Và nó đang có rất là nhiều lá như thế này, rất là nhiều lá như thế này. Thì địa lan thanh ngọc thì em sẽ chia sẻ theo từng chậu một các bác nhé, sẽ theo từng chậu. Và các bác chơi là tầm này là thực sự luôn là quá là hợp lý luôn này. Cây to như thế này các bác trồng đến Tết thì sẽ có rất là nhiều hoa các bác nhé. Đấy, cây rất là khỏe, cao to đẹp, thật phải nói là cây to hơn trong năm rất là nhiều. Thì em sẽ chia sẻ những cái mã thanh ngọc như sau. Đầu tiên là mã số TN1 thanh ngọc 1 với giá là 750.000 cho 10 thân các bác nhé. Chậu to đùng tán tròn khỏe đẹp. Tiếp đến là mã số thanh ngọc 2 với giá 900.000 cho 12 thân. Rất là rẻ và rất là đẹp, rất là nhiều thân như thế này. Các bác mua về làm giống là cực kỳ ok luôn các bác nhé. Lên một mã tiếp theo là mã số thanh ngọc 3. Thanh ngọc 3 với giá là 880.000 cho 11 thân to và cao đẹp cực kỳ các bác nhé. 880.000 cho thanh ngọc 3. Và tiếp đến là thanh ngọc 4 này, 700.000 cho 9 thân này. Đấy, thanh ngọc 4 700k cho 9 thân. Tiếp đến là thanh ngọc 5. Thanh ngọc 5 là 900.000 cho 12 thân đẹp các bác nhé. 12 thân rất là đẹp luôn. Và cuối cùng là thanh ngọc 6. Thanh ngọc 6 với giá là 950.000 cho 13 thân các bác nhé. Đây các bác nhìn này, cây cao to đẹp lắm. Đây các bác thấy chưa? Nói chung là cây đẹp hơn trên quay rất là nhiều các bác nhé. Đấy, thanh ngọc 6 là 950.000 cho 13 thân. Hôm nay em lên mấy chậu như vậy, các bác nào ưng chậu nào thì mua về để làm những cái tác phẩm để Tết này chơi hoa các bác nhé. Tiếp đến thì em sẽ có những cái chậu đùi gà trắng, tác phẩm đi thi các bác nha. Rất là đẹp, cây đang chi chít lụ luôn. Thì trước tiên thì em sẽ lên cho các bác xem ngắm mặt hoa của cây. Đây, hoa của nó rất là đẹp luôn, cánh bay và rất là thơm. Gà trắng đột biến các bác nhé, hàng rừng Lai Châu rất là đẹp như thế này. Đấy, các bác có thể sưu tầm hoa của nó thì phải nói là rất là siêng bông, hoa trắng tinh như tuyết các bác nha. Hoa thơm, cây gà trắng đột biến đó là gà tròn các bác, gà tròn. Đấy thì em sẽ chia sẻ những cái chậu VIP, những cái chậu để đi thi những cái hội hoa lan các bác nhé. Và những cái chậu cỡ vừa để các bác có thể sưu tầm. Nói chung là mình có những cái không gian rộng thì mình cứ lấy những cái chậu to như thế này này. Những cái chậu to như thế này, cái đợt
như cách đây khoảng 2 năm thôi, là các bác mua phải 5-6 triệu cho một chậu như thế này luôn. Đấy, nó rất là to luôn ạ. Nó to và nó đẹp các bác, rất là nhiều thân luôn như thế này. Các bác nhìn em đang đặt ở cái ghế mà mình đi ăn cỗ hay có ngồi ấy, ghế cao cao ấy. Đấy, mà nó đã to như thế này rồi, các bác có thể tưởng tượng được nhá. Đấy thì chậu này là chậu gà trắng, là gà trắng A6 với giá là 1 triệu các bác nhá. Đây này, nụ này, nụ đang rất là nhiều luôn. Đấy, một cái mắt nụ nó sẽ tẽ ra được làm 2 đến 3 bông hoa các bác nhá. Đấy, nụ rất là nhiều luôn này, mầm cũng rất là khỏe. Cây này các bác nào mà đang chuẩn bị có hội đi thi thì các bác cứ lấy những cái chậu này về sắm mang đi thi là quá là đẹp luôn này. Đấy, chậu này là mã số A6 với giá là 1 triệu các bác nhá. Các bác cứ so với cái ghế là các bác biết được là nó rất là to. Đấy, lên một mã tiếp theo là A7. A7 cũng to, tương tự như vậy luôn này. To vật vã luôn các bác. A7 với giá là 950 các bác nhá. Đây em đặt lên ghế để các bác so sánh về cái ghế cho nó dễ này. Đây này. Đấy, các bác thấy chưa? Cứ phải đặt lên ghế các bác nhìn, thực ra là có người bê thì nó nhìn sẽ rõ hơn. Đây ạ, đây, rất là to luôn các bác nhá, to sum xê và đang rất là nhiều lụ nhá cả nhà. Rất là nhiều lụ luôn. Hoa trắng tinh rất là thơm, gà tròn các bác. Em lên những cái mã xinh xinh để các bác siêu tầm các bác nhá. Đầu tiên là mã số A1, mã số A1 với những cái thân rất là dài đẹp như thế này. Đấy, bình thường thì nói thật với các bác là cây này thì cũng rất là ít nhà vườn bán bởi vì nó hiếm. Nó không có nhiều như các cái dòng lan khác các bạn. Hoa rất là đẹp và rất là thơm. Đấy, các bác có thể sưu tầm cho mình. Một năm thì nó chỉ ra hoa được một lần thôi, nên thời điểm này nó đang là thời điểm có lụ thì các bác lên sưu tầm để chơi hoa luôn ạ. Thì mã A1 này với giá là 350 các bác nhá, rất là đẹp như thế này. Đấy, 350.000 thôi. Đấy, lên một mã tiếp theo là mã số A2. A2 cũng có giá là 380.000 các bác nhá. Các cây đều có lụ và đều có mầm hết rồi. Đấy, 380.000 cho A2. Lên một mã tiếp theo là mã số A3. A3 đây, rất là đẹp luôn này, các bác thấy chưa? Các thân đều có lụ hết nhá. A3 về giá là 380.000 luôn các bác nhá. Nên một mã tiếp theo là A4. A4 về giá là 350.000. Đây em để lên đây các bác ngắm cho rõ này, đỡ bị đè ảnh. Đấy, 350.000 cho mã số A4 các bác nhá. Rất là đẹp luôn, mầm miếc là có hết, nụ là có hết rồi. Nên một mã tiếp theo một mã siêu phẩm này, A5 về giá là 380.000 các bác ơi. Đấy, lụ tương đối to rồi đấy. Đấy, và mã cuối cùng, đây, A6, rồi A5. Mã vừa đấy là A5, mã này là A6 nhá. A5 và A6, A cuối cùng này là A6 này. Đây, nụ này, có những cái nụ rất là to rồi các bác nhá. Nụ xanh ngắt đây này, đấy, và đây, ở trên vẫn còn nụ nhỏ này, rất là đẹp luôn. A6 với giá là 380.000 các bác nhá. Rất là đẹp như thế này này. Các bác có thể sưu tầm cho mình được những cái chậu, phải nói là rất là xinh như thế này. Vừa rẻ vừa đẹp, thật sự là bây giờ nó rất là rẻ. Bình thường mình mua một cái chậu như thế, giá nó rất là cao. À đấy, em còn chiều châu Tố Hà, em còn chưa cả quay này, sau em quay chiều châu Tố Hà nhé. Bây giờ em quay đến những cái chậu nhạn va, hay còn gọi là nhạn A3 các bác nhé. Hoàng nhạn lá xếp mít và cây đột biến, hoa của nó là hoa vàng và họng của nó có màu trắng các bác nhá. Đây là cây đột biến, đây hoa của cây hoàng nhạn va đây, hoa rất là đẹp luôn, thơm cực kỳ luôn. Hàng này của em nó là hàng thuần vườn rồi các bác nhá. Cây 100% là đang có nụ. Với cái cây như thế này các bác đi tìm hàng có nụ thì cực kỳ hiếm luôn các bác ạ. Đầu tiên là mã A8 với giá là 320.000, lá xếp mít rất là đẹp luôn và đang có nụ rồi các bác nhá. Nụ rất là đẹp luôn ạ. Hàng này các bác cứ nhìn như thế này thôi, nhưng để nó là nụ này mà nó lở được ra hoa nó phải mấy tháng nữa các bác ạ, lâu lắm. Tiếp đến là A9 này, vừa mít vừa rụt luôn này, 350.000 nha các bác nhá. Hai ngồng nụ luôn, xịn sò chưa, 350.000 cho A9 này. Tiếp đến là mã số A10. A10 là 330.000 các bác nhá. 330.000 đang có một ngồng nụ này, hai có mỗi ngồng à, hai ngồng các bạn. Này hai ngồng nụ nhá, hai ngồng nụ xếp mít luôn, cây nào mít luôn này. A10 về giá là 330.000 các bác nhá. Lên một mã tiếp theo là mã số A11. A11 về giá là 330.000 này. Đấy, rất là đẹp luôn. Lên một mã tiếp theo là mã số A12. A12 này có giá là 350.000 các bác nhá. Hai ngồng nụ rất là xinh như thế này. 350.000 cây cao các bác ạ. Cây này 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 cặp lá luôn. Đấy, lên một mã tiếp theo là mã cuối cùng A13 với giá là 350.000 các bác nhá. Rất là đẹp, vừa xếp vừa mít vừa rụt và đang có lụ hết rồi. Nói chung là 100% các mã nhà em là đều có lụ hết các bác nhá. Lên những cái mã tiếp theo là những cái mã địa lan chiều châu Tố Hà. Thực sự luôn là nó quá đẹp các bạn. Cái cây chiều châu Tố Hà phải nói nó đẹp từ lá cho đến hoa luôn. Đây là một trong những cây địa lan duy nhất, đặc biệt nhất là nó sổ cánh bầu các bác nhé. Đấy, đột biến cánh bầu rất là xinh như thế này. Đấy, chiều châu Tố Hà các bác nhé. Cánh bầu rất là đẹp và lá thì lá nhân. Nói chung đây là một trong những cây
phải lên sưu tầm. Nó số lượng thì rất là ít các bác nhá. Cây rất là đẹp, em sẽ lên những cái mã như thế này. Đầu tiên là mã số A30 với giá là 1.3 triệu cho 5 thân. A30 1.3 triệu cho 5 thân. Hàng lá phải nói là cực phẩm luôn các bạn. Các bác lên sưu tầm bởi vì thực sự luôn là cái cây này từ Tết đến giờ về cực kỳ ít luôn. Lên một mã tiếp theo là mã A31 với giá là 1.050.000 cho 4 thân các bác nhá. Lên một mã tiếp theo là A34. A34 là 800.000 cho 3 thân. Mã tiếp theo là mã A33 với giá là 800.000 cho 3 thân. Và cuối cùng là mã A32 với giá là 800.000 cho 3 thân tiếp các bác nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Nói chung này, chiều châu tố hà các bác lên sưu tầm. Tiếp đến là cái cây đào cơ, đào cơ cổ các bác nhá, hoa hồng đỏ rất là đẹp. A35 600.000 cho 8 thân, đào cơ cổ hoa màu hồng đỏ các bác nhá. Tiếp đến sẽ là những cái chậu đen rô xuân rất là đẹp, các màu hoa rực rỡ. Những cái chậu đen rô xuân, đầu tiên thì sẽ là mã số đen rô Úc, mã số A14 với giá là 150.000. Chậu rất là to các bác nhá, chậu rất là to luôn đây này. Đấy, 150.000 các bác nhá, A14. Lên một mã tiếp theo là A15 với giá là 160.000 các bác ơi, chậu to đùng luôn này, 160.000 đây. Lên một mã tiếp theo là A16 với giá là 160.000 cho chậu vàng kim cương hay còn gọi là vàng mắt đen các bác ạ. Màu VIP nhất trong các cái dòng đen rô, thân này to hơn cả cái ngón chân cái của em luôn các bác ạ. Chậu này rất là cao nhá, chậu này nó cao được khoảng độ tầm 90 phân luôn, rất là cao, rất là đẹp luôn. Đấy, 160.000 A16 vàng kim cương. Lên một mã tiếp theo là đen rô 4N. Đây, hoa màu hồng đỏ cánh họng đen nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, chậu này là A16, vừa nãy là A16 thì bây giờ phải là A17 chứ nhỉ. Thôi bây giờ chậu này là A16.1 nhé. Denso 4N A16.1 là 130.000. 130.000 các bác nhé. Lên một mã tiếp theo là A17. A17 là vàng kim cương này, rất là đẹp luôn này. Phải nói là tuyệt vời đẹp, cái màu sắc của nó quá đẹp luôn. 160.000 cho A17 vàng kim cương. Lên một tiếp theo là A18. A18 là chậu của em là chậu viền cánh bầu các bác nhé. Nó chưa nở hết đâu, bông này kiệt tác luôn, siêu bầu các bác ạ. Siêu bầu luôn. Viền nhá, viền hồng cánh bầu kiệt tác luôn. A18 160.000 các bác ơi, 160.000 siêu thơm. Lên một chậu đột biến, hoa trắng tinh các bác nhá. Denso đột biến hoa trắng tinh, rất là đẹp như thế này. Đấy, cánh mai rất là xinh các bác nhá. Đấy, chậu to đẹp. A19 250.000, một chậu duy nhất cho một cuộc tình thôi. Cả một nô chỉ có đúng một chậu các bác ạ, 250.000 cho A19 nhá. Trắng đột biến. Lên một chậu tiếp theo là vàng kim cương, mã số A20 với giá là 160.000 các bác ơi. Đang lên hai cái mầm gốc rất là đẹp luôn này. Cây cao và đẹp nhá. Đấy, A20 160.000. Lên một mã tiếp theo là A21. Trời ơi, cái này cao vừa đẹp các bác. Cao kinh khủng luôn. Đấy, 180.000 cho A21 các bác nhá. Vàng kim cương. Mã A21 cũng là cái mã cuối cùng của em ngày hôm nay. Các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299 ạ. Em xin kính chào tất cả các bác nha.